Giới chức Myanmar cho biết tổng cộng 19 thi thể đã được tìm thấy sau vụ sạt lở tại một mỏ ngọc bích ở bang Kachin của miền Bắc nước này, và những hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Trong thông báo, cảnh sát Myanmar cho biết 19 thi thể được tìm thấy đều là nam giới, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai. Vụ sạt lở xảy ra chiều ngày 13 tháng 8 tại một mỏ ngọc bích gần làng Mana ở thị trấn Hapakan, trung tâm ngành khai thác ngọc bích của Myanmar. Nhà chức trách ban đầu đã xác định hơn 30 người đã mất tích. Sạt lở đất gây chết người từng xảy ra không ít lần ở bang Kachin. Tháng 7 năm 2020, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một địa điểm khai thác ngọc bích gần thị trấn Pakan, khiến 174 người thiệt mạng và 54 người bị thương. Sự cố tương tự cũng xảy ra vào năm 2015 tại địa phương này, cướp đi 113 sinh mạng.